rồi. Em sợ quá anh ạ. Bây giờ nhỡ chúng nó tìm đến em thì sao? Hay là bây giờ em đổi cả Facebook xong rồi số điện thoại luôn nhá. Nhưng mà em dùng bao lâu nay rồi, ở trên đấy lại toàn khách quen, đổi sang cái khác làm sao người ta biết mình mà tìm. Bình tĩnh. Bây giờ ấy, có khi là chúng nó bị bắt rồi, không làm gì được mình đâu. Nhưng mà em vẫn sợ lắm. Anh không có số, chứ em thì chúng nó có. Anh ơi, Trang gọi mà. Hả? Ôi, em chào anh. Ôi, quý hóa quá. Hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này. Rồng với tôm cái gì? Em đùa ấy mà. Làm gì ông anh nghiêm túc thế? Thằng Hào này ví von thế bao giờ không? Em đang có chuyện muốn nhờ anh Nghiêm đây ạ. Có chuyện gì thế? Anh bây giờ mấy anh em mình ra hàng nước làm cốc trà đá cho mát nhỉ? Thế cũng được. Ok ạ. Cô Trang, cho tôi mượn anh Nghiêm một lúc nhé. Dạ vâng ạ. Thế anh cho em mượn vợ anh nhé. Đi thôi anh. Đào, thế có chuyện gì mà phải nhờ tới anh Nghiêm đấy? Vào phòng, tao có chuyện quan trọng muốn nói. Đi. Quan trọng á? Cái gì đây? Tu sĩ. Mấy đứa. Đi ra ngoài sân chơi để mẹ nói chuyện với các cô nhá. Vâng ạ. Đi. Chúng mình đi ra ngoài chơi. Chúng tìm đi. Này này này. Nói bé thôi cho em ngủ. Vâng. Có chuyện gì quan trọng đây? Chuyện ông quý báo nhà tao chứ còn chuyện gì nữa. Như nào? Uầy, anh liều thế. Nhớ chúng nó trả thù thì sao? Mình còn có pháp luật bảo vệ mà. Cái gì đúng thì mình làm thôi. Tôi thấy ông làm thế là đúng đấy. Nhưng việc chúng nó tìm cách để trả thù ông là hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nên ông cứ phải cẩn thận. Lão quý liều thật đấy. Ra tay dứt khoát, không đắn đo luôn. Nhưng mà thế mới là tính cách của anh Quý. Thật thà, thẳng thắn. Mà này, bọn nó đã bị bắt hết chưa? Ôi dù, ta làm sao mà biết được. Báo công an một cái là hai vợ chồng về thẳng đây luôn. Sợ chết đi được. Ôi này, thì chúng nó có biết mày với cả lão Quý là hai vợ chồng đây không? Chúng nó chỉ có mỗi số điện thoại của tao thôi. Trời ơi, đen thế không biết nữa. Vừa gặp quả khách sộp, tip nhiều, đã kịp vui đâu. Bây giờ nơm nớp lo sợ chúng nó trả thù ấy này. Thôi. Làm gì thì cũng làm rồi. Bây giờ mày sợ thì giải quyết được vấn đề gì? Đào ơi. Hai vợ chồng mày phải hết sức cẩn thận đấy nhá. Cẩn thận thế nào? Bởi vì cái bọn mà đã có gan dám dùng hàng cấm ấy, thì nó cũng không từ một cái thủ đoạn nào đâu. Chúng nó có thể tạo hiện trường giả, gây ra một vụ tai nạn. Đúng rồi. Mà nghiêm trọng hơn ấy, là bé Thỏ, Nhím, hoặc là Đào vợ ông. Đấy, thôi anh. Em tưởng là chỉ có cái Trang bị overthinking thôi. Nó lây sang anh rồi à? Thôi bà ơi, lại overthinking rồi, bỏ đi. Làm cho cái Đào nó sợ bây giờ. Tao xin lỗi. Nhưng mà đấy là tao nhắc trước hai vợ chồng thế. Tất cả tại anh ý. Giá mà anh không làm thì bây giờ có phải đỡ lo không? Em mà là anh á, chắc chắn không bao giờ em báo công an. Nghĩ gì? Chúng nó mà trả thù thì chết. Ôi, cậu đừng nói quá lên nữa. Công an sẽ có nghiệp vụ, ông không phải lo. Ôi anh ơi,
Xã hội bây giờ loạn lắm, không biết đường nào mà lần đâu. Theo em, 36 kế, tẩu vị thượng sách, trốn thôi.